Mang tây, sản phẩm nông nghiệp tỉnh Quảng Ninh, phân bố tại thành phố Móng Cái với khoảng 12 ha. Không biết là cái cơ duyên nào lại đưa anh đến cái việc trồng mang tây này ạ? Cái mang tây này là mình cũng được có anh em ở trong sở khoa học công nghệ và ở bên sở nông nghiệp ấy. Họ đi trải nghiệm ở các nơi ấy. Họ về thì họ cũng tư vấn cho mình. Thì mình thì đầu tiên là mình cũng không biết cây mang tây nó là cây gì đâu. Tính ra thời gian mà từ khi trồng, chưa nói đến ươm giống, thì từ khi trồng đến khi mà mình thu hoạch được thì nó phải mất tầm 6 tháng trở lên. Cái cây này mình trồng một lần mình có thể thu hoạch được trong vòng 15 thời gian rất dài. Cái trồng cái cây mang tây này ngay từ buổi đầu thì cũng mất rất nhiều. Mình cũng chưa hiểu nhiều về cái sự phát triển của cây mang tây này. Thế cho nên thời gian đầu cũng bị thất bại nhiều. Vậy thì khi mà gặp những thất bại như thế thì cái động lực nào để anh tiếp tục trồng mang tây mà không phải là từ bỏ ạ? Thì là mình thì là rất là say mê cái ngành nông nghiệp này. Dù là thất bại đi chăng nữa nhưng mình vẫn phải tìm hiểu làm sao, vì sao nó thất bại. Đấy, và nguyên nhân như thế nào để mình làm ra thành công được cái cây mang tây này. Thế chính vì mình biết được cái cây mang tây này là một trong cái cây có giá trị kinh tế rất là cao và giá trị dinh dưỡng của nó cũng rất là cao. Thế cho nên thì mình quyết tâm mình làm thì lần thứ hai, thứ ba thì cũng đã thành công và đến bây giờ. Anh ơi, em thấy là thân và lá của cây mang tây đẹp này mà bỏ đi thì cũng uổng ấy nhở? Thì là cái cứ 3 tháng thì mình phải thay cái cây mẹ một lần ấy. Thì những cái cây già này mình sẽ nhổ lại và mình sẽ thu gom lại và mình sẽ nghiền ra để mình ủ thành phân vi sinh để bón ngược lại cho cái cây mang tây này. Như thế thì thành ra em cũng đã đỡ cảm thấy tiếc hơn một chút rồi. Có thể sử dụng được. Cái cây mang tây này nó cũng rất là kén đất, đất pha cát thì mới trồng được cái cây mang tây này thì mới hiệu quả. Thứ hai nữa là trồng ở trên cái đất cao, phân hữu cơ vi sinh thì nó rất phù hợp với cây mang tây này. Còn nếu mà chúng ta bón cái phân hóa học vào cái cây mang tây này, thứ nhất là nó có vị đắng, thứ hai nữa là nó sẽ nhạt hơn. Còn nếu mà cây mang tây mà trồng theo cái phân hữu cơ vi sinh ấy, thì hoàn toàn là ăn khi mình nhổ tươi lên thôi, mình ăn cũng đã có vị ngọt và mà khi xào lên ăn rất là ngon. Như anh chia sẻ thì anh nghĩ là đây cũng sẽ là một trong những cái kinh nghiệm để người tiêu dùng có thể phân biệt được đâu là loại mang tây ngon khi mà không sử dụng những phân bón hóa học, bằng cách là chúng ta ăn thử, nếu mà đắng một chút thì đó là đang sử dụng phân hóa học, đúng không ạ? Và khi mà ăn ngọt thì chứng tỏ là đây chính là mang tây đạt chất lượng tốt và sử dụng chính bằng những phân hữu cơ thông thường, đúng không ạ? Rất là hay. Cậu ăn thử xem, ăn ngon luôn. Thế là bây giờ cứ ăn luôn rồi ạ? Ừ. Ngon không? Ngọt quá. Đúng như anh nói là cây mang tây mình trồng bằng với những cái phân hữu cơ bình thường nên là ăn rất là ngọt, không có bị đắng một chút nào cả. Cái phần hoa này cũng ăn được luôn rồi ạ? Ăn được hết luôn. Với hàm lượng dinh dưỡng cao và nhiều dược tính, mang tây ngày càng trở thành món ăn bổ dưỡng và có thể chế biến thành trà uống, giúp điều hòa huyết áp, phòng chống ung thư, tăng cường sức đề kháng, sự dẻo dai cho cơ thể. Đạt sản lượng khoảng 35 đến 40 tấn mỗi năm. Hiện nay, sản phẩm được tiêu thụ tại Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương, Hà Nội.